Chào mừng các bạn quay lại với máy Apollo 7400 và cái module cuối cùng cũng là module rất là đặc biệt, thú vị, quan trọng mà tôi sẽ trình bày ngày hôm nay cho các bạn, đó là cái module hai lô. Wow, rất là đặc biệt các bạn. Hầu như ở thị trường trên Việt Nam này không ai mà chơi cái module mà hai lô này đó, nên nó rất là lạ lẫm và rất là khác biệt khi các bạn mới làm quen với stream. Và rất may mắn là ở Thor Stream Bình Tân tôi đã trang bị cho các bạn một cái module hai lô. Và điểm đặc biệt của cái module hai lô này là không phải sử dụng một thanh trường các bạn, mà tới hai cái. Nó lạ chỗ đó nữa, ví dụ như một cái đi, giống như một cái cable crossover có một cây trượt lên trượt xuống đó, nó cũng kêu là hai lô. Nhưng mà cái hai lô này đặc biệt hơn chỗ là nó có hai thanh và hai cây được sử dụng bởi cặp track handle sport. Đây là cái thanh này, nó có sẽ rất là nhiều bài tập thú vị free play mà các bạn streamer từ căn bản tới nâng cao đều cần. Và chúng ta quay qua cái hình bên đây, chúng ta nhìn nó như rất là nhiều bài tập mà nhờ nhiều quá thì không có minh họa nổi, thì nói sơ sơ chứ các bạn, đây đây quá trời quá đất luôn. Đầu tiên là cái bài lat pull down, thì bài này cũng nên tập thì tập theo hình thì cũng được thôi, nhưng mà chút xíu thì mình sẽ có cái tập khác. Rồi cái bài thứ hai là bài tricep rotation, bài này khá hay nè, chút xíu dùng để sẽ minh họa. Còn bài tricep pull down này thì bạn cứ tập theo hình thôi, còn chút xíu dùng để sẽ minh họa cho bạn bài tricep press down. Còn cái bài one arm push down này, bài này cũng được, thích tập, bài này cũng không quan trọng lắm. Rồi bài tiếp theo là bài gập bụng ab crunch, bài chém chuối thì khỏi bàn rồi, mấy cái thanh pull này là chém mà chặt chém mà push up á, nó tập một xiên đồ. Rồi bài này cũng là rồi tiếp theo là đẩy ngực cũng đặc biệt, tí xíu gì mà mình họa cho bạn bài đẩy ngực. Bài tiếp theo là bài tập vai sau. Rồi bài này cũng là chém chuối tiếp đó. Nhưng mà ở đây nó minh họa vậy thôi, nhưng mà Duy Nguyễn chưa nghĩ là nó chưa đủ với những cái tinh hoa, những cái tinh túy của cái máy này. Cái máy này nó được tập đặc thù bởi những bài tập quan trọng hơn, đẹp hơn rất là nhiều so với những cái minh họa sau đây. Rồi giờ minh họa cho nó đi các bạn ha. Đầu tiên đó là bài tricep. Nhìn nó sẽ khác đó, nó vô gương này nó khó tập hơn, nó sẽ quay hơn. Rồi ok, tay ra ok, tập ra sao đâu có đầu nói, bài này bình thường nhưng mà tập được thì sao, tập được bài này khá là khó, chua đó, chỉnh cây này xuống một tí. Tất nhiên tại nhẹ là anh diễn đúng các bạn, nhưng mà khi mà vấn đề xuất hiện khi mà tập đã là nặng rồi ấy chứ. Ok, trời ơi sao ra đây. Hai bạn nhìn thấy hai cái miếng nhai nhám nhám không? Đứng lên đó để tì chân vô cho nó không có ma sát. Ồ, mày nặng hả ta, cho hơi bị ngu rồi. Rồi nè, nhìn cái gót chân nè, một cái đạp cho nó với một cái gọi là trụ rồi đẩy. Nhìn phía kìa, rồi ép. Nhớ nha, nhớ để con dây nó kẹp vô cổ rồi các bạn, đừng có để con dây kẹp vô vai giờ không ổn à. Tất nhiên đó là những bài để tập thôi, chứ không thể nào gọi là linh hồn được. Linh hồn là phải tập dây nè. Rồi giờ đi qua những bài linh hồn, như là biến tập mấy bài đầu tiên cấm lợn đó các bạn. Rồi bài tập đầu tiên á, mà Duy Nguyễn thường tập cái máy này á, ở BBT mà nhiều máy lắm, nhiều thiết bị lắm, tập gì đó là tập rồi, nhưng mà đây là những bài mà Duy Nguyễn thường xuyên tập khi mà Duy Nguyễn sử dụng cái máy này. Như cái này đầu tiên đó là tricep press down, push down xuống kia chơi, ở đây chơi press down nó mới đã. Nè, hai cái tay giữ gần nhau này nha, không có để lỏng lỏng qua nhau quý vị. Để gần vô. Rồi ấn xuống. Đưa người ăn sao một tí cho nó có khoảng trống, đừng đứng dậy. Không. À.
Thôi, tại sao vậy? Tại vì không có cái máy mà chơi được như vậy hết á. Không có. Bạn có thể chơi dây, có thể chơi cây, nhưng nó chỉ là một thanh trượt thôi, nó không phải hai thanh trượt freeway kiểu đó. Nên cái bài tập này nó khá là thú vị, các bạn nên trải nghiệm bài tập vừa rồi nha. Ghi rồi phải không? Làm lên cái đó cho coi nè. Nè, không? Vô lắm các bạn, vô mà an toàn nữa. Không bị lịch cơn. Không, tôi bằng tì vô cái mặt luôn như nè. Nó bằng tì vô cái mặt, bằng vậy không lịch cơn. Còn mấy cái khác tập phải tựa qua bên, nó lịch cơn nha. Chơi mỏi tay quá. Rồi sẵn tiện đang tư thế này, chúng ta chơi luôn bài Facebook. Bài Facebook khá là hay nha các bạn. Đây, cầm dây, nhìn cái cổ tay nha. Đó. Đó. Và bây giờ đi qua một bài khác tập hơi bị lạ, đó là bài Lat Pull Down. Nhưng mà Lat Pull Down không giống một hình nha các bạn. Lat Pull Down chỉ nặng nặng chút xíu cho nó phê nha. Lat Pull Down. Để hai chân đây. Dùng sức người kéo xuống, ấy nhẹ vậy. Lại nhẹ quá. Được, full cây đi. Ok. Rồi. Đó, vậy là phê rồi đó. Nè, cách xuống nha. Ôi, cái này liễm lắm mới được, nó dở không. Ok. Rồi. Đó sẽ ok không? Rất vô lưng nha các bạn. Rất vô lưng. Rồi chúng ta chỉnh tạ thấp xuống xíu, bài này cũng khá là hay đây. Tập nhẹ thôi. Delta Free tập bay xa. Nhẹ thôi các bạn. Trời sinh ra để tập phải không? Đó, thấy không? Cái máy này trời sinh ra để tập, đâu có cái nào mà có giày đâu mà nhìn nè. Đâu có cái nào đâu mà tập vậy được đâu. Trời xin nó tập rồi đó. Rồi, hạ thấp tóc xuống đi. Ở dưới vị trí thấp này có bài tay trước tập rất hay. Không có chơi tay trước vậy không quý vị. Vậy lúa lắm á. Mà nó dở ẹt rồi, nó không vô nhiều. Tập cho nó mỏi mỏi được. Đứng vô. Cái này tập rồi hay như là cái BA vậy đó. Nó na ná chống BA vậy đó. Nè, đứng chân dưới này thấy không? Ngéo lên. Nó bùm ta trước rất là nhiều nha các bạn. Không mỏi, không vô, không ăn tiền. Rồi bây giờ chúng ta qua bài Sitting Cable Row. Bài Sitting Cable Row. Chứ không cần phải đứng row gì. Đứng row thì nó không vô nhiều. Đây. Nhớ hai cái chân nó này không? Rất lợi hại nha các bạn. Free quay quá trời luôn. Full cây luôn không? Đây, xích tịch cable roll cho máy rất tốt nha quý vị. Ráng tập. Đó.
đó là những bài mà Duy Nguyễn thường tập, còn một hai bài nữa chờ sớm. Rồi tiếp theo là bài Shrug, bài này cũng nên trải nghiệm một cái tập freeway trên máy này. À, nó có hai cái này nè, nó là dễ tập. Ok. Đó thì đó là Duy Nguyễn đã trình bày cho bạn thấy là những cái bài mà Duy Nguyễn thường tập trên máy này, thường tập trên cái trên cái thiết bị hai lô này. Còn một đống bài bên đây thì bạn có thể tập theo mấy bài tập tay, tập chân, tập eo, xoay đá gì mong miết từ lưng lơ luôn, rất là nhiều bài. Thì đây là cái video cuối cùng của dàn Avalon 7.4. Thì Duy hy vọng là với video này sẽ khép lại những cái cách hướng dẫn để các bạn sử dụng cái máy này tốt tại Tám Hòa Xuyên Bình Tân và Tám Hòa Xuyên Quận 7. Chúc bạn có nhiều phút trải nghiệm thú vị. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.